Phiến chào mừng quý vị cùng quay trở lại với bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, sau chuyến thăm của Tổng thống Philippines đến Nhật Bản và Trung Quốc, thì mới đây Bộ trưởng Tài chính Philippines cho biết cả hai quốc gia này đều đang rất có hứng thú trong việc đầu tư vào khai thác khoáng sản ở quốc gia này. Theo phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính Philippines, thì Nhật Bản và Trung Quốc đang có một sự cạnh tranh lớn trong việc giành quyền đầu tư vào lĩnh vực khai thác khoáng sản ở Philippines, cụ thể là đầu tư vào Mindanao, vốn là hòn đảo lớn thứ hai của Philippines. Mindanao được biết đến là chứa đến 1/2 khoáng sản của Philippines, bao gồm các loại tài nguyên như vàng, bạc, đồng, gas và dầu mỏ. Không chỉ dừng lại ở đó, hòn đảo này còn nổi tiếng với thảm thực vật đa dạng cùng hàng loạt các loại thức ăn cùng trái cây độc đáo. Theo tính toán, tổng giá trị của hòn đảo lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Philippines cũng cho rằng, từ thực phẩm cho đến khoáng sản, đây là nơi đáng để đầu tư và phát triển. Được biết, Nhật Bản đang có xu thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh này khi đã có đầu tư vào Mindanao trước đó. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Philippines cho biết thêm, Trung Quốc mặc dù thể hiện mong muốn lớn nhưng chưa có hành động cụ thể. Cơ hội đầu tư vào Mindanao được cho là nhờ chuyến thăm của Tổng thống Philippines đến Nhật Bản và Trung Quốc trong thời gian gần đây. Nhất là trong bối cảnh Tổng thống nước này muốn tái thiết lập quan hệ ngoại giao, trong đó bao gồm việc tạo khoảng cách với Washington và gần gũi với các quốc gia khác. Trí thông minh nhân tạo là công nghệ chủ đạo tại Diễn đàn Robot Thế giới diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc vừa qua. Các nhà khoa học đang cố gắng tạo ra những con robot có trí thông minh gần với bộ não con người. Một trong những thế hệ robot mới vừa được ra mắt tại Diễn đàn Robot Thế giới Bắc Kinh 2016 là Shawan, có khả năng phân tích giọng nói và xử lý dữ liệu lớn Big Data. Con robot này có thể hiểu và làm theo hiệu lệnh của chủ nhân với bộ phận nhận dạng giọng nói đặc thù. Và Shawan chỉ là một trong rất nhiều sản phẩm trí thông minh nhân tạo mà Bắc Kinh hỗ trợ phát triển với nhiều chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ cao. Dù chưa thể có những tiến bộ vượt bậc như Mỹ và Nhật Bản, nhưng Trung Quốc cũng đã có nhiều nỗ lực. Năm 2014, Trung Quốc đã mua khoảng 56.000 robot công nghiệp trong tổng số 227.000 giao dịch trên toàn thế giới, tăng 56% so với năm trước. Đến năm 2015, con số này là 66.000 robot công nghiệp. Sau cuộc họp cổ đông vừa qua của công ty điện tử Samsung Electronics, thì con trai của chủ tịch Samsung, người được mệnh danh là Thái Tử Lee, đã chính thức giành một ghế trong hội đồng quản trị của công ty này. Con trai của chủ tịch Samsung, ông JY Lee, đã chính thức trở thành thành viên của hội đồng quản trị sau cuộc họp cổ đông diễn ra trong thời gian gần đây. Đây là một bước tiến trong sự nghiệp kế vị cha của ông Lee. Nhiều ý kiến cho rằng ông có năng lực hơn hẳn cha của mình trong lãnh đạo và quản lý. Phía Samsung bày tỏ hy vọng trở thành thành viên của hội đồng quản trị sẽ giúp ông Lee có sức mạnh hơn trong việc tham gia vào chiến lược phát triển công ty, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng nặng nề do sự cố pin Samsung Galaxy Note 7 phát nổ. Trong báo cáo kinh tế quý 3 mới đưa ra, sự cố này đã làm lợi nhuận của Samsung rớt xuống mức kỷ lục. Tuy vậy, trong thời gian trước khi cuộc bầu cử diễn ra, đã có ý kiến trái chiều cho rằng ông JY Lee không có đủ năng lực để ngồi vào vị trí hội đồng quản trị. Lý do được đưa ra là ông đã hưởng nhiều lợi ích từ những giao dịch liên kết của tập đoàn. Việc nghe bằng băng cassette tưởng chừng như đã là một chuyện của quá khứ, thưa quý vị. Thì nay ở Malaysia, trào lưu sưu tầm loại băng này đã trở lại và thu hút không ít các fan hâm nhạc. Những người yêu thích âm nhạc tập trung đông đảo trước một cửa hàng tại Malaysia trong thời tiết nắng nóng để chờ được sở hữu một cuộn băng cassette mới đã phần nào chứng minh được sức hút của loại băng đĩa tưởng chừng như đã lùi sâu vào dĩ vãng này. Mặc dù nghe nhạc online mới là trào lưu của cuộc sống hiện tại, nhưng đối với một số người, việc nghe nhạc từ loại băng này mang đến những cảm giác độc đáo và riêng biệt. Hơn nữa, giá thành lại khá là rẻ. Mặt khác, đối với những người sản xuất nhạc, đặc biệt là trong giới underground, việc phát hành là băng cassette thay vì đĩa CD hay đĩa than đạt được những giá trị nhất định về kinh tế. Cụ thể là nó tiết kiệm chi phí, chỉ $1 trên một cuộn băng. Ngoài ra đây cũng là cách tạo ra tiền đời trước khi phát hành loại băng đĩa khác. Bạn có một băng nhạc, bạn có một bài hát, băng nhạc của bạn không được biết đến. Vậy thì trước tiên hãy phát hành dưới dạng băng cassette, như 100 bản chẳng hạn, mọi người sẽ biết đến băng nhạc của bạn và bạn có thể phát hành bằng đĩa than nếu có tiền. Một số ý kiến cho rằng việc phát hành nhạc bằng băng cassette của giới trẻ Malaysia không chỉ thể hiện một trào lưu mới mà còn chứng minh về việc nghĩ khác đi, bạn sẽ có thể thành công. Trong chuyến thăm chính thức tại Nhật, ông Duterte trấn an Nhật rằng chuyến viếng thăm Trung Quốc tuần qua của ông tất cả chỉ là về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, ông cũng nói mối quan hệ quân sự dài hạn với Mỹ có lẽ phải xem xét lại. Quý vị biết đấy, tôi đến thăm Trung Quốc và tôi muốn đảm bảo rằng tất cả chỉ là vì kinh tế. Chúng tôi không nói về vũ khí, cũng không nói về các trạm đóng quân. Chúng tôi cũng tránh nói về liên minh, quân sự hay các điều như thế. Ông Duterte đến thăm Nhật trong bối cảnh nhiều xao động về chính sách đối ngoại sau hàng loạt những tấn công miệng nhằm vào động binh Mỹ, cũng như những lời ve vuốt với Trung Quốc. Tôi đã tuyên bố theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập. Trong 2 năm tới, tôi muốn nước mình không còn quân đội nước ngoài hiện diện. Tôi muốn họ ra đi. Tôi sẽ điều chỉnh hay bãi bỏ các thỏa thuận nếu cần thiết. Đây sẽ là cuộc chơi quân sự cuối cùng giữa Mỹ và Philippines. Tuần trước, tại Trung Quốc, ông Duterte đã tuyên bố cắt đứt với Mỹ, nhưng sau đó ông lại nói quan hệ sẽ không bị ảnh hưởng và ông chỉ muốn có chính sách đối ngoại độc lập. Dù
Yao Wenjin, 25 tuổi và Ba Chiu Leon, 30 tuổi, là hai nghị viên trúng cử trong kỳ bỏ phiếu hồi tháng 9. Trong buổi tuyên thệ hôm 11 tháng 10, họ bất ngờ dâng biểu ngữ Hồng Kông không phải Trung Quốc và lên án dữ dội chính quyền trung ương khiến buổi lễ bị hủy bỏ. Vụ việc lên cao trào khi dân biểu tình phe thân Trung Quốc và phe ủng hộ độc lập xung đột dữ dội trong nghị trường. Đến hôm 26 tháng 10, cuộc họp của nghị viện Hồng Kông tiếp tục bị gián đoạn khi hai nghị viên phe độc lập không chịu rời khỏi nghị trường dù bị cấm tham gia họp. Về phía hai dân biểu đại diện cho phe đầu dân chủ ở Hồng Kông, họ tuyên bố quyết liệt không tuyên thệ lại. Nếu chúng ta thua cuộc chiến này, Hồng Kông sẽ lại lệ thuộc một lần nữa. Chúng ta sẽ không có cơ hội cứu vãn tình thế. Họ kêu gọi trưởng đặc khu Hồng Kông ông Lương Chấn Anh từ chức và cáo buộc ông phá hủy phẩm cách của Hồng Kông. Trong khi đó, bên ngoài nghị trường, hàng ngàn người dân chống đối phe dân chủ đang tụ tập đòi họ ngưng khiêu chiến. Chủ yếu họ là những người ủng hộ Trung Quốc. Tôi tin là đã từng có rất nhiều người ủng hộ phe dân chủ, nhưng bây giờ không còn nữa. Biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông nổ ra từ mùa thu năm 2014 và đến nay. Sau khoảng thời gian dài đấu tranh, đến lượt phe dân chủ vấp phải sự biểu tình phản đối của người dân. Đến đây thì phần 2 của chương trình cũng xin được khép lại. Xin mời quý vị cùng tiếp tục giữ kênh FBNC để theo dõi phần tiếp theo. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh khẳng định quỹ bảo hiểm y tế vượt chi do chính sách khám bệnh thông tuyến. Vẫn chưa có lời giải cho câu hỏi nên bỏ hay giữ lại thông tư 20.